À, thua rồi, chúng ta đi khám bác sĩ đi quý vị, để coi nó lạ cái mắt cá chân mà chạy lên ngón chân quý vị. Tôi chịu thua, nhưng mà giờ nếu mà muốn cho nó đỡ thì làm sao? Thử cho tôi nghe, thử thôi. Là bác Tùng Lâm Hà cũng hỏi là bác Tài giúp mẹ con là 77 tuổi, huyết áp hơi cao một chút, ăn thực dưỡng hơn một năm, sức khỏe tốt à, bác chỉ giúp là mắt cá chân trái mẹ con nó chạy lên, mắt cá chân mà chạy lên lên ngón chân phải khều, bây giờ làm thế nào à? Con chưa hình dung À, này bác Tài. cái này nó thuộc về cái cấu trúc rồi, anh có hồng đi khám bác sĩ đi, nó thua rồi, có thể cái gân nó yếu là đi nó động nó chạy lên rồi à, thua rồi, chúng ta đi khám bác sĩ đi quý vị, để coi nó lạ cái mắt cá chân mà chạy lên ngón chân quý vị. Tôi chịu thua, nhưng mà giờ nếu mà muốn cho nó đỡ thì làm sao? Thử cho tôi nghe, thử thôi, thử thôi. Bà ăn tương đối, bà ăn thực dưỡng rồi là may quá, nhờ ăn thực dưỡng thì chúng ta tự giúp cho bà rồi. Bây giờ nó mắt cá chân, tôi không có hình dung được mắt cá chân mà làm sao mà chạy lên ngón chân lên con, tôi không hiểu nói câu đó. Đúng rồi, bác chỉ giúp là mắt cá chân trái mẹ con nó chạy lên ngón chân phải Ủa khều, sao giờ sao làm phải thế mắt nào? cá không Con có không quý hiểu được vị, cái câu này. mắt cá là nó đóng cái khớp vô cái xương, nó đâu có chạy đi đâu được, chỉ có cái gân nó chạy thì hy vọng, cái gân có cái gân chạy qua chạy lại được thì còn hy vọng, chứ làm sao mà nó mắt cá chân mà chạy lên trên ngón chân, cái gì không bao giờ, cái gì không có đâu, nó lệch qua lệch lại một chút thì có, ví dụ như cái đầu gối chúng ta là cái xương bánh chè đó, nhiều khi nó trẹo qua nó trẹo lại, nó lụp ba lụp bụp rồi cũng có, mắt cá chân nó cũng chạy lên chạy xuống chút xíu vậy thôi, chứ nó gân nó yếu rồi, cái gì thì thôi vậy để cho tôi đi rồi, tôi không biết ra gì, đi khám bác sĩ đi, nhưng mà khi đó thì thôi thử về cho tôi để coi làm sao. À, lườm mũi họng ra rồi cho cái natri chlorure đó, natri chlorure này, nó làm chắc cái sợi gân đó lại, nó không có cho cái mắt cá chân tuột ra nữa. À, tôi nghĩ là nó giống như cái thoát vị đĩa đệm bị chăng, chứ không bao giờ là chạy lên ngón chân được, làm sao chạy cái gân mới chạy chạy qua chạy lại chút thôi, chứ còn đâu có thế nào mà chạy lên ngón chân, mà chạy về phía ngón chân thì có lý, tức là nó đẩy lên lên rồi đẩy lại nó kéo, là do cái gân yếu gì. Quý vị trường muốn học ra giùm tôi đi, so bóp dầu mè chứ gừng, trường muốn học ra thì nếu mà nó chỉ chạy do cái gân yếu thì nó hết gì hết. Rồi đi khám bác sĩ ngay nha, để coi nó là cái gì rồi nó mới giúp được, rồi rồi coi bác sĩ giúp sao sửa làm sao được, để mình phối hợp cùng nhau phối hợp, mà không có chống như xong mới chống được những cái điều bác sĩ chỉ, không nên chống lại những cái gì bác sĩ chỉ huy, bác sĩ chỉ thì phải nghe lời bác sĩ trước rồi rồi mình hỗ trợ thêm mà thôi. Rồi đáp đáp trường muốn học rang đi, nếu nó đau nhức, nếu nó đau nhức thì chúng ta, nếu nó đau nhức là tôi lặp lại, nếu chỗ đó nó sưng đỏ lên rồi nó mới chạy, thì nó sưng đỏ lên thì chúng ta bó bằng cái đậu hũ trắng, giả đậu hũ trắng bó vô 15 phút rồi bó cao hồi sọ thì nó hết hết nhức. Còn nếu nó chạy như vậy thì do cái gân mà yếu thì chúng ta chườm bằng muỗng họng rang, với cái muỗng họng rang hỏi anh Công Hậu, chườm lên trên đó rồi xoa, sau khi chườm rồi xoa bằng dầu mè gừng, lấy 2 muỗng nước cốt gừng với 1 muỗng dầu mè đánh cho đều với nhau rồi xoa bóp, cái dùng đó cả bàn chân luôn, cả bàn chân cả gót chân luôn, xoa bóp hết cả mấy mắt cá chân luôn, xoa lên trên luôn càng tốt, không sao ha. Đừng có xoa lên chỗ cái bẹn cái háng đó thì nó hơi nóng, bởi vì 2 muỗng nước cốt gừng 1 muỗng dầu mè thì nó nóng quá rồi. Rồi được rồi. Dạ.